Rồi mở cái Photoshop lên nếu em có, thì nếu mà làm bằng máy tính á, thì nó hơi bị lâu bởi vì nó phải có phần mềm Photoshop nữa. Thì bây giờ cái hình này anh sẽ cắt lại tỷ lệ 4.3. Anh không biết em dùng cái gì để em cắt ra được tỷ lệ 4.3 nữa. Anh thì anh dùng Photoshop à, anh chọn tỷ lệ 4.3. Anh không chọn 16.9. Và bây giờ anh cắt làm sao nè, em nhìn nè, anh bỏ rất là nhiều cảnh ở trong này bởi vì mấy cái chữ nó che này, em thấy không, nó dở như vậy nên anh không muốn dùng à. Đó, nó chọn cho mình tỷ lệ 4.3 sẵn luôn rồi. Cái hình này hình nhỏ xíu à, thôi nhưng mà không sao. Rồi anh nhấn Ctrl U, tăng độ màu lên một chút xíu ngay chỗ saturation á, rồi đó anh lưu nó lại. Cái tên hình nó rất là quan trọng, như chữ hình này là untitled, nó chưa có được đặt tên, anh sẽ save as nó lại và anh đặt tên nó cho em coi cảnh anh là gì. Cảnh cái video, cái tựa, ghi cái tựa video vô cũng được mà thôi, ghi đơn giản tiêu trồng rừng đước. Cái hình nó liên quan đến nội dung nha, có chữ tiêu vô nó sẽ lấy luôn cái tất cả những từ khóa liên quan đến tiêu, nó sẽ hiện lên những cái hình mà có tên anh, tiêu trồng rừng đước với rái cá. Với rái cá chó. Đó. À, và cái tên hình đó mình cũng sẽ đặt theo kiểu là gạch nối, phải gạch nối vậy để cho hiệu quả chia sẻ của tấm hình đó nó sẽ đạt được hiệu suất, nhiều người tìm kiếm hơn. Rồi em hiểu rồi đúng không? Hình là phải gạch nối như vậy. Anh chỉ em là chuẩn công thức của SEO là SEO tối ưu hóa việc tìm kiếm ở trên mạng ha. Rồi đến đây vô cái bài viết này thì rồi em để cái con trỏ nó lên như thế này ha, anh đưa nội dung xuống dưới rồi anh chừa một khoảng trống với con trỏ chớp chớp trên này. Bây giờ anh sẽ lồng cái tấm hình này lên đầu. Tấm hình này hồi nãy mình lưu về rồi, bây giờ mình sẽ upload nó lên trên này ha, nhấn vô upload from computer. Rồi mở ra cái file tấm hình tiêu trồng đước với cái cá gì đó. Hình đó em làm trên máy tính em đặt tên thì nó sẽ tối ưu cho việc tìm kiếm. Đó. Hình quá là mờ em mà, bởi vì sao? Làm bằng cái này mình cắt nhỏ rồi nữa nó bể rồi. Nhưng mà không sao nha. Rồi chỉ cần một tấm hình thôi là mừng hú lớn luôn á. Rồi xong. Bài này coi như là hoàn thiện. Giờ coi nè. Để coi như là em đã am hiểu xong là đăng hình lên rồi đúng không? Hình này em nếu mà em tốt á, em vô HTML em mở luôn, em cũng chỉnh chỗ này của cái thẻ hình đầu tiên là em full luôn ha, em chỉnh nó chỉ cần em ghi nó là em full là được, không cần để 100% gì hết rồi đó. Nhưng mà phải ghi, phải up lên, phải có, nó phải có hiện lên cái em full đó nha. Đó thì tự cái hình nó giãn ra đều luôn và nó to lên đúng tỷ lệ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ coi cái bài viết này như thế nào ha, và nó hiện lên như thế này đó. Đó đẹp không, nó cân đối hết luôn á, cứ em full luôn là full tràn màn hình à, hình nó bể bể hơn một chút rồi. Thế là bài viết này đã xong, em copy đường link bài viết này đi em. Bây giờ đến cái phần mà để tăng thêm nhiều tiền trên YouTube, không có cái chỗ nào mà tăng nhiều tiền bằng cái kênh của anh. Anh thấy em làm bài rồi anh sẽ đăng cái bài này, cái đường link này lên bên Việt Nam cho ai muốn đọc thì đọc.
Đó, anh chỉ muốn cái việc cuối cùng anh làm nó vô cùng đơn giản là anh chỉ chia sẻ link của em gửi vô phần tiếng Việt. Anh đã làm. Đó, cái này anh chỉ cần vậy thôi là trời ơi, cái bài này nó người ta đọc mà mệt mỏi luôn với em luôn á, tiền nó lên ầm 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 luôn á. Rồi tiếp theo anh có một cái Google Business là kỳ anh đã cho em vô quản trị, mà bây giờ quản trị trên Google Business cũng bằng laptop luôn đi ha, còn trên mobile á, bây giờ em phải vô cái Google Map á, em mới đăng cập truy cập vào nó được. Đó, đây là Google Business, hình như em vô cũng được. Hoạt động tìm kiếm về anh ở trên này khá là cao nha, lượt xem là 4.000 người, không biết xem cái gì nữa. Lượt tìm kiếm 2.800 mấy người, kiếm anh hoài, người Việt Nam kiếm làm gì á, có cho được đồng xu nào không? Rồi nếu cho được thì cứ kiếm đi, kiếm đi, kiếm đi, kiếm đi, kiếm đi mấy bạn, kiếm nhiều lắm, năn nỉ luôn, kiếm đi để có tiền nuôi thú mấy bạn ơi, khổ lắm rồi, khổ là sướng, sướng là khổ đó mấy bạn biết không? Rồi em vô trong này, em đi vô trong cái phần mà bài đăng á, cái này nó đăng y như Facebook vậy á, bữa giờ không ai đăng nè. Ồ, 56 lượt xem mà không ai thèm nhấn cho một cái luôn, mà cũng kiếm gì kiếm gì vậy? Rồi em vô tính năng mới nha. Đó, em nhấn bài đăng, em vô phần tính năng mới nè. Rồi em lụm cái hình hồi nãy đã đặt tên để các kiểu vô rồi đó. Thương chồng đừng đứa vậy, bỏ vô. Anh nói share thêm đây một lần nữa. Tiền mới nhiều. Đó, rồi bây giờ thêm nút nè. Tìm hiểu thêm. Rồi em nhấn vô trong này cho anh. Rồi, chỗ viết bài đăng của bạn. Em khỏi ghi. Rồi em ghi cho anh mấy chữ, em ghi cái tựa giùm anh được không? Em ghi cái tựa bên tiếng Anh cũng được, tại mấy cái clip bây giờ em làm là những clip mới của anh đúng không? Còn nếu mà anh mà không cho em clip mới, em lấy lụm lại mấy cái clip cũ mà clip video nằm ngang như vậy nha, em làm hết đi em, anh chỉ cần vậy thôi à. Nè, anh lấy cái tựa anh định vô thôi, hay không? Không cần nói nhiều, đỡ mất thời gian. Cái tựa phải ghi tiếng Anh luôn, cái tựa tiếng Anh mà bấm vô tiếng Việt sẽ được hai ngôn ngữ luôn đó, như vậy là quá chuẩn rồi, không ai lại em luôn á em. Rồi để dành kinh nghiệm bí quyết luôn đi. Đó, cái trang lóc này em viết luôn đi. Nó giống như của em vậy gì đó, em cứ sẽ viết đi, tiền nhiều em hưởng, tiền ít thì chịu. Rồi xong, hoàn thiện luôn rồi, không còn gì để chỉ em nữa em ơi, cố gắng lên em ơi.